Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện trường vụ tấn công nhà thờ Nga khiến 15 cảnh sát và dân thường thiệt mạng. Ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam, giới chức Cộng hòa Dagestan vùng Bắc Cáp-cát của Liên bang Nga cho biết vào ngày 23 tháng 6, các tay súng đã tấn công hai nhà thờ chính thống giáo, một giáo đường Do Thái và một đồn cảnh sát ở hai thành phố là Makhachkala và Deben. Theo người đứng đầu Cộng hòa Dagestan, ông Sergei Melikov cho biết ít nhất 15 cảnh sát và một số dân thường, trong đó có một linh mục, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nêu trên. Truyền thông chính thức của Liên bang Nga dẫn nguồn tin của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết thêm lực lượng chức năng đã tiêu diệt 5 tay súng, trong khi con số mà giới chức Dagestan đưa ra là 6 tay súng. Video do nhân chứng cung cấp cho thấy hôm 23 tháng 6, những người mặc quần áo tối màu nổ súng và sau đó xe cứu thương xuất hiện trên đường phố ở Makhachkala, thủ đô nước Cộng hòa Dagestan ở miền nam Liên bang Nga. Trong một video khác, người ta thấy khói dày đặc bốc lên từ một giáo đường Do Thái sau một loạt vụ tấn công ở Dagestan vào ngày 23 tháng 6. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Liên bang Nga cho biết thêm trong vụ tấn công, một giáo đường Do Thái và một nhà thờ chính thống giáo đã bị đốt cháy. Chủ nhật là một ngày lễ tôn giáo của Giáo hội Chính thống giáo Nga, được gọi là lễ ngũ tuần. Dagestan là một vùng có phần lớn người dân theo đạo Hồi, giáp danh với Chechnya. Tại các thành phố Deben và Makhachkala, các cuộc tấn công vũ trang đã được thực hiện vào hai nhà thờ chính thống giáo, một giáo đường Do Thái và một trạm kiểm soát cảnh sát. Ủy ban chống khủng bố quốc gia cho biết trong một tuyên bố gửi hãng tin RIA Novosti. Hậu quả của các cuộc tấn công, theo thông tin sơ bộ, một linh mục của Giáo hội Chính thống giáo Nga và các nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Dagestan, Gajana Garizeva cho biết một linh mục 66 tuổi đã thiệt mạng ở Deben. Trong khi đó, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết một sĩ quan của họ đã thiệt mạng ở Deben và một số người khác bị thương. Đài phát thanh RGVK của Dagestan xác định danh tính vị linh mục là Nikolai Kotennikov đã phụng sự hơn 40 năm ở Deben. Giáo đường Do Thái ở Deben đang bị cháy. Chủ tịch Hội đồng Công chúng của Liên bang Cộng đồng Do Thái Nga Boruk Gorin viết trên Telegram không thể dập tắt ngọn lửa. Hai người thiệt mạng, một cảnh sát và một nhân viên bảo vệ. Ông cho biết thêm, giáo đường Do Thái ở Makhachkala cũng đã bị phóng hỏa và thiêu rụi. Theo ông, ở Deben, lính cứu hỏa đã được yêu cầu rời khỏi giáo đường đang cháy vì nguy cơ những kẻ tấn công vẫn còn bên trong. Hồi tháng 4, cơ quan an ninh FSB của Nga thông báo đã bắt giữ 4 người ở Dagestan vì nghi ngờ âm mưu thực hiện một vụ tấn công chết người vào địa điểm tổ chức hòa nhạc Krokus City Hall của Moscow vào tháng 3. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.